Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Chiếc vang DK550 của chú em ở Hà Tĩnh thì em đã làm hoàn chỉnh. Và chú này sử dụng với tính chất dịch vụ. Em nghĩ rằng là chú này sau khi mà nhận lại chiếc vang này ấy, sẽ phục vụ bà con như vậy là hát chắc chắn là sẽ hài lòng. Bởi vì là chú này ấy thì là làm dịch vụ. Trước đây đã gửi cho em khá nhiều vang số rồi. Và bây giờ thì là giới thiệu cho anh em bạn bè gửi chiếc vang số DK550 cho em căn chỉnh. Thì em là một người ngồi tại nhà tại chỗ thôi, nhưng em vẫn khẳng định rằng là chú em này sau khi nhận lại chiếc vang này sẽ có 8 chế độ hài lòng ông ý. Về chế độ thì nó như thế này. Đây các chế độ làm trên dòng số này này. Chế độ phổ thông. Đây là chế độ phổ thông này, chế độ dễ hát này, chế độ dày tiếng này, chế độ sáng hơn này, chế độ nhiều dì vọt này, chế độ dì vọt này, chế độ nhiều bát chép này và chống hú. Bởi chú này thì có một cái đề nghị là làm dịch vụ đôi khi anh em nó quay mic. Đây, các anh em có thể là thấy được một cái tần số 15. Tần số 15 là như vậy là ở cái giá trị là 3,56K. Ở giá trị 3,56K. Đặt chế độ làm việc là hai cell. Tôi đã đặt về hai cell này thì như vậy là nó sẽ giảm, khi mình giảm ấy, giảm up 3 decibel thì nó sẽ giảm nhiều dải cao nhá. Còn low cell thì nó giảm ở phía dưới, còn hai cell nó giảm phía trên. Và ở tần số này là đang là giảm âm 3. Thì khi chúng ta làm effect hay rồi ấy thì kể cả là chúng ta giảm của EZ ấy nó ít ảnh hưởng hơn. Thì cái này em chia sẻ các anh em rồi. Tức là cái mấu chốt là effect. Effect làm hay thì chúng ta có tăng giảm vào cái phần nhạc và phần mic. Đây, các bác thấy đây là một cái cấu hình đầu tiên này. Cấu hình đầu tiên. Tí nữa em sẽ mở là 8 chế độ nhạc này để cho các anh em có thể nghe được chất nhạc khác nhau nhé. Chứ còn về mic đây các anh em thấy này. Về phần main cũng giảm nhé, không tăng nhé. Thì bây giờ sẽ thử qua lại là 8 chế độ nhạc này. Tí nữa em thử 8 chế độ mic nữa. Đây, chế độ phổ thông này. Chế độ 1. Bây giờ sẽ tăng cái nhạc, đang mở cái nhạc liên khúc này để các anh em có thể là nghe được cái chất âm bát, âm chép của cái nhạc liên khúc này nhá. Nhạc sôi động này. Đây chế độ số 1 này. Khởi động là em để có 5 thôi nhá. Anh đi tìm bạn, bạn không đi xa. Như âm tình thôi.
Đây là chế độ nhiều dị vật này. Chế độ số 6 là chế độ gì còn? Chế độ này là chế độ nhiều bát chép nhá. Chế độ chống hú này, chế độ số 8 là chống hú nhá. Vừa rồi các anh em có nghe 8 chế độ nhạc nhá. Thế còn bây giờ về mic này, thì ở cái chế độ chống hú này các anh em sẽ thấy như này nhá. Về cái chế độ chống hú thì chú này có yêu cầu là làm gọi dự phòng nhá. Ở chế độ số 1 thì cũng làm hạn chế rút rồi. Thế còn ở chế độ này ấy thì là cấp độ chống hú để số 3 này. Và cái giải quay dơ các bác thấy rằng là cũng ở cái tần số 3007 để về chế độ 2 cell và giảm đến âm 5 decibel nhá. Đây. Khi effect làm hay rồi ấy thì giảm rất sâu nhé. Các bác thấy rằng là giải cao giảm rất sâu. Tí nữa em sẽ test thử mic này. Giảm là âm 5 decibel. Và tiện đây là thử luôn. Thử luôn chế độ chống hú luôn nhé. Mic để nặng. Xem nào, mic để lên 50 xem nào. Bây giờ là sử dụng cho một đôi loa một chiếc JBL, một chiếc JBL, một chiếc DK nhé. Và ở chế độ chống hú này. Đây là chế độ chống hú. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cho to cái đẩy lên tí nhá. Cho cục đẩy lên cho nó khỏe này. Cục đẩy. Rồi, tăng cục đẩy lên rồi nhá. Bây giờ là cái volume ở trên vang là để 49 50 này, cho nó to này. 50 đi. Đây là chế độ chống hú nhá. Đây là chế độ chống hú này. Đây là chế độ chống hú. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 7 2 2 5 6 1 1 2 2 6 1 1 2 6 7. Mặc
mặc dù chế độ chống hú nhưng các anh em nghe chất âm nó chân thật, tình cảm mà dễ hát. Đây chế độ phổ thông này, đây chế độ phổ thông nhé. Dòng số này thì là mic vẫn để 50 này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2 1 1 2. Thì có anh em nghe em alo ấy thì ba cái giải âm nhé, 4 7 10 2 3 5 6 9. Đây là chế độ dễ hát này. Đây bây giờ sẽ gọi chế độ dễ hát ra nhé. Đây bây giờ là chế độ dễ hát này, mic để 50 này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6. Tiếp đến là một chế độ dày tiếng này, 3 này, dày tiếng này, cho mic lên 50 này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Tiếp đến là một chế độ nữa là chế độ sáng hơn nhé. Chế độ 4 là sáng hơn này. 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Ở chế độ sáng hơn thì cái phần nhạc ấy thì nó ảnh hưởng đến phần mic. Phần nhạc ảnh hưởng phần mic đây các bác em thấy đây. Làm nhạc của phần sáng hơn đây, chế độ sáng hơn đây. Chế độ sáng hơn thì nhạc nó ảnh hưởng đến mic cho nên rằng là nhạc cũng phải bớt bát và tăng chép nhá. Và số cũng phải giảm đi đấy. Đây là chế độ sáng hơn này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Rõ ràng chế độ này sáng hơn rồi. Và một chế độ nhiều bát check này. Chế độ nhiều bát check này. Thì làm dịch vụ thì đôi khi anh em thích một cái chất âm mà nó đầy đặn, nhiều bát nhiều check. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Đây là một cái chế độ mà nó dày dặn hơn nhé, nhiều bát check. Ở đâu? Sáng hơn. À đây là nhiều dì vợt. Cái 5 là nhiều dì vợt chứ. 5 là nhiều dì vợt. Cái 5 là nhiều dì vợt. Cái 5 là nhiều dì vợt. 6 mới là dì vợt. Đây, cái này là nhiều dì vợt. Đây các anh em cứ nhìn cái tên ở đây này. Tên là nhiều dì vợt. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Đấy, chế độ số 6 là dì vợt này. Dì vợt 100% nhé. Thanh Hồng đã làm là dì vợt 100%. Đây các anh em có thể nhìn effect này. E cho không dùng nhé. E cho không dùng. Đầu ra này này. Dì E cho không dùng đấy nhé. Đây dì vợt đây. Để cho không dùng. Đây chế độ dì vợt này. Đầu ra cho không dùng nhá. Đầu vào để cho không dùng nhá. Bây giờ các anh em sẽ nghe cái chất âm của chế độ dì vợt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Đây là chế độ 100% dì vợt. Và một chế độ nhiều bát check này. Chế độ số 7. Nhiều bát check. Thì dịch vụ thì cần cái nhạc nó mạnh này, mic nó dày. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Và một chế độ chống hú nữa này. Thử lại chế độ chống hú cho các anh em nghe này. Chế độ chống hú giảm rất sâu về mic, nhưng mà mic đẩy mic đẩy. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Thế thì bây giờ mới thử. Bây giờ thử cái khả năng chống hú này, chế độ phổ thông này. Để mic 50 và đứng gần loa xem như nào nhá. 50 đây.
và đứng gần loa này. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5. Đây, chế độ phổ thông. Mic 50 rất là to nhé. Mic để 50 rất là to. Đây, nếu không lúc lắc thì đỡ. Đây, mic để 50 rất to. 1 1 2 3 4 5. 1 1 2 3. Thế còn bây giờ lại thử cái chế độ chống hú xem như nào nhé. Chống hú này. Thử chế độ chống hú này. Đây, chống hú này. 1 1 2 3 4 5. Thì rõ ràng ở chế độ chống hú thì như vậy là đây, rất là gần đây nhé. Thì cái gì là có, nó cũng có một cái mặt trái của nó. Nếu làm trong độ chế độ chống hú ấy thì là như vậy là thoải mái, có thể là dí vào đây là không rú rít nhé. Đây là một chế độ dự phòng cho chú em này. 1 1 2 3 4 5. Thì đây nó cũng là một cái mà có thể là tin tưởng được rằng là khi mà em đã nhận vang số của các anh em thì chắc chắn là khi các anh em nhận lại sẽ có những chế độ khá hay, phù hợp với lại tính chất sử dụng cũng như các bộ dàn các anh em đang dùng.